Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Nông dân Vĩnh Phúc kỳ vọng một năm nông nghiệp khởi sắc. Mừng thọ đầu xuân, nét đẹp văn hóa truyền thống. Trật tự an toàn giao thông 3 ngày Tết. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP giúp tự do hóa thương mại và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao thương trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương và về tổng thể sẽ mang lại những lợi ích tốt nhất cho tất cả 12 nước thành viên, trong đó có Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội cũng như thách thức đối với nhiều ngành, lĩnh vực, trong đó có ngành nông nghiệp trong quá trình hội nhập. Bằng kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với cơ sở và thực tiễn nông nghiệp nông thôn Vĩnh Phúc, trong bản tin thời sự hôm nay, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đình Đá chia sẻ một số giải pháp để thúc đẩy nông nghiệp nông thôn Vĩnh Phúc phát triển trong thời kỳ hội nhập. Tôi thấy rằng gần đây là nước ta đang chuẩn bị gia nhập cái cộng đồng kinh tế ASEAN. Thế rồi chúng ta ký cái hiệp định với các nước trong khối EU, rồi lại ký cái hiệp định TPP nữa. Thế thì như thế là cái sân chơi và cái cuộc cạnh tranh của chúng ta không phải trong phạm vi của một địa phương, của một tỉnh, một nước nữa. Nên để chuẩn bị và người nông dân ở tỉnh nhà có thể thích hợp được với cái thị trường toàn cầu, có thể nói như thế, không phải tất cả nhưng mà nó cũng có đủ các châu trong các cái hiệp định này. Tôi thấy rằng cái tái cái nông nghiệp kiểu gì thì cũng phải bắt đầu từ cái việc ruộng, ghép ruộng đất, tạo cái cơ sở để đưa máy móc nông cụ vào. Bởi vì cái cạnh tranh là chất lượng sản phẩm và giá thành sản phẩm. Thế mà cái sản xuất thủ công với cái sản xuất máy móc thì chúng ta không thể cạnh tranh được. Mà cái việc đầu tiên, việc rất quan trọng mà phải làm ngay là cái việc dồn ghép ruộng đất, tích tụ ruộng đất để đưa cơ giới, đưa máy móc vào. Thế có như thế thì nông dân tỉnh nhà mới thoát ra khỏi cái tình trạng là thua ngay tại trên sân nhà. Trong những ngày gần đây, trời nắng, nhiệt độ tăng liên tục gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt đối với mạ xuân muộn có che phủ ni lông, nếu không có biện pháp chăm sóc kịp thời như mở ni lông hai đầu luống mạ sẽ dẫn đến hiện tượng ôi ngốt, cây mạ yếu, thậm chí có thể chết. Mặc dù ngành nông nghiệp đã khuyến cáo liên tục bằng nhiều hình thức, tuy nhiên mới chỉ có một số nơi bà con nông dân áp dụng các biện pháp cần thiết để chăm sóc mạ. Trong những ngày nắng nóng gần đây, nhiệt độ rất là cao, mạ đã đến ngày cấy rồi. Vì vậy ban ngày chúng tôi phải đi dở hai đầu luống mạ ra để đảm bảo cho chất lượng mạ. Ban buổi tối chúng tôi sẽ đậy lại. Ban ngày chúng tôi dở ra để cho đảm bảo mạ cho đỡ bị ôi ngốt. Đến thời điểm này, qua kiểm tra sản xuất, đại đa số bà con nông dân chưa thực hiện theo đúng khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp tiếp tục khuyến cáo bà con nông dân trên địa bàn tỉnh cần chú ý một số biện pháp cần thiết để mạ sinh trưởng và phát triển bình thường. Liên tục trong một tuần nay, trời nắng, nhiệt độ rất là cao. Mạ xuân được gieo có che phủ ni lông phát triển rất là nhanh. Bây giờ mạ cũng đã đến tuổi cấy rồi. Tuy nhiên, theo dự báo những ngày tới nhiệt độ còn cao hơn nữa. Điều này rất là nguy hiểm nếu bà con nông dân ban ngày mà không mở hai đầu núng mạ ra để cho như vậy là thông thoáng, tránh hiện tượng ôi ngốt thì cái chất lượng mạ sẽ rất kém. Chính vì vậy, đề nghị với lại bà con nông dân cũng như các cấp các ngành để liên tục ra đồng ban ngày khoảng 8 đến 9 giờ sáng mới mở hai đầu luống mạ ra để huấn luyện mạ, tránh cái hiện tượng ôi ngốt. Ban tối thì lại đậy lại như bình thường, vừa là để giữ ấm cho mạ nhưng đồng thời cũng là chống chuột, là cơ sở để như vậy là cho năng suất lúa sau này. Trong những ngày tới, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ ban ngày có thể lên đến trên 30 độ C. Vì vậy, nếu bà con nông dân không thực hiện đúng theo những khuyến cáo của ngành nông nghiệp, mạ sẽ bị ung, ôi ngốt, cây yếu, thậm chí bị chết. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người dân Vĩnh Phúc nói chung và những người nông dân nói riêng,
Bên cạnh cầu mong sức khỏe, an khang thịnh vượng cho bản thân, gia đình, ai cũng mong ước về một tương lai tốt đẹp ở phía trước. Bà Lê Thị Hương, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, ước vọng lớn nhất là trong thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ có những quyết sách nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Sang năm mới chúng tôi cũng mong muốn là cơ chế chính sách của nhà nước là cũng tiếp tục là hỗ trợ cho nông dân, đồng thời là nâng cao và kiên cố kênh mương đường nội đồng để nhân dân thuận tiện trong sản xuất và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng đến với người dân, có một cái trách nhiệm để cùng nhau xây dựng quê hương là về kinh tế tập thể cũng như gia đình ổn định hơn. Còn đối với bà Nguyễn Thị Hải, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, mong muốn nhà nước tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật nhiều hơn nữa cho bà con nông dân. Người dân chúng tôi là đều là cũng mong muốn là chính quyền giúp đỡ chúng tôi, thứ nhất về các giống, vật tư và cả vốn để cho bà con sản xuất. Với niềm tin tưởng và phấn khởi, bà con nông dân cùng kỳ vọng vào một năm mới với những mùa màng bội thu, góp phần xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng phát triển và giàu mạnh hơn nữa. Năm 2016 đã đến, cùng với niềm hân hoan của người dân khắp mọi miền, trong những ngày đầu tiên của năm mới, ai ai cũng tràn ngập hy vọng và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp trong năm mới. Dân tộc Ca Lan chúng tôi có gửi lời chúc tất cả mọi người cùng nhau có cái sức khỏe để dồi dào hơn những năm cũ. Nhân dịp năm mới, tôi xin được gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các thầy, các cô trong ngành giáo dục. Một năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý và chúc cho các thầy cô ngày càng say sưa với sự nghiệp giáo dục để sự nghiệp giáo dục của nước nhà ngày càng được nâng cao. Sang năm mới, tôi chúc tất cả mọi người có một Tết ấm cúng, hạnh phúc bên gia đình và vui vẻ, hạnh phúc. Tôi chúc ông bà, bố mẹ của tôi luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống. Mỗi khi Tết đến xuân về, không khí sản xuất ở nhiều làng nghề truyền thống như mộc, mây tre đan trên địa bàn tỉnh trở nên nhộn nhịp hơn bình thường. Những nghệ nhân, thợ thủ công đang tích cực lao động để tạo ra những sản phẩm có chất lượng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Cứ vào dịp Tết, số lượng đơn đặt hàng của làng nghề mộc thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên nhiều gấp 2 đến 3 lần ngày thường. Nên công nhân ở các cơ sở sản xuất đồ gỗ trên địa bàn đều phải làm việc tích cực hơn để kịp hoàn thành sản phẩm giao cho khách hàng. Trong cái lĩnh vực là làng nghề truyền thống thì ta ở khu vực chỗ nhà tôi thì nó cũng là sập cũ thủ chè là cũng nhiều thì người ta cũng mua rất nhiều hàng của cả chúng tôi. Để phục vụ thị trường mỗi dịp Tết đến, các chủ cơ sở mộc nơi đây chuẩn bị nguồn nguyên liệu gỗ từ tháng 5, tháng 6 âm lịch. Mặc dù sản phẩm mộc tiêu thụ mạnh, nhiều cơ sở phải thuê thêm thợ và làm việc rất khẩn trương để kịp giao hàng cho khách. Nhưng không vì thế mà người dân làng nghề ở đây xem nhẹ chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Bởi mỗi sản phẩm đẹp, chất lượng không những đảm bảo uy tín cho cơ sở mà còn góp phần quảng bá và nâng cao thương hiệu làng nghề mộc, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây. Đảng ủy cũng đã có nghị quyết, ủy ban có nghị quyết là tạo mọi điều kiện để cho các cái làng nghề hoạt động, đặc biệt là các hội nơi đang hành nghề mở rộng cái sản phẩm, quảng cáo và thông báo để khách thập phương đến mua hàng của những con làng nghề. Người dân Thanh Lãng hôm nay đang chung tay góp sức, phấn đấu thực hiện bằng được những ước mơ và dự định của mình, góp phần đưa làng nghề truyền thống mộc Thanh Lãng sẽ có những khởi sắc mới. Cứ đến ngày mùng 4 Tết âm lịch hàng năm, các địa phương lại tổ chức mừng thọ đầu xuân cho các cụ từ 70 tuổi trở lên. Niềm vui ngập tràn khi những người cao tuổi được chính quyền địa phương, nhân dân và con cháu chúc mừng, chia vui. Những bức tranh mừng thọ sắc màu lộc biếc đã trở thành biểu tượng trong ngày mừng thọ. Trong không khí rộn ràng của những lời ca tiếng hát tại nhà văn hóa thôn Đồn, xã Kim Long, huyện Tam Dương, các cụ được tuổi chẵn từ 70, 75, 80 trở lên được chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, nhân dân tặng quà và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
là con gái của cụ, năm nay cụ được 70, thì bản thân tôi cũng như là tất cả các anh chị em trong gia đình cũng rất là phấn khởi khi mà được mẹ mình được thọ 70, thì chúng tôi cũng rất là mong muốn để cụ càng ngày càng khỏe để trông nom con cháu, và cũng như là chúng tôi cũng rất là mong muốn để cụ có thể là thọ và thượng thọ nữa. Không chỉ được chính quyền địa phương tổ chức tặng quà, các cụ còn được con cháu quây quần về chúc thọ đầu xuân, nên ai ai cũng cảm thấy vui mừng, phấn khởi. Sau khi được báo cái tin là chúng tôi đã được tuổi 80, thì tôi rất phấn khởi, không có gì hơn bằng. Thế hôm nay là hội cao tuổi của xóm đồn đã tổ chức một buổi để là trao tặng quà và chúc chúng tôi được là thọ 80, 70, 75. Chúng tôi rất phấn khởi, không có gì nói hơn được nữa. Khi được đảng chính quyền, nhất là các cụ trong hội người cao tuổi tổ chức mừng thọ cho bốn chúng tôi, thì trong đó là có tôi, là được 80 tuổi, tôi rất là phấn khởi. Mừng thọ đầu xuân là nét đẹp văn hóa, tôn trọng những người cao tuổi, nhưng để hoạt động thực sự ý nghĩa, không gây tốn kém, lãng phí, chính quyền địa phương đã có những giải pháp tích cực. 18 thôn trên 18 thôn là ngày hôm nay mùng 4, mùng 6 và mùng 8 là trên địa bàn của toàn xã là sẽ tổ chức từng đơn vị một sẽ tổ chức mừng thọ cho các cụ là riêng của từng thôn một. Chúng tôi cũng chỉ đạo là tất cả các đơn vị các cụ là tổ chức mừng thọ là vui vẻ trong quan cháu, không tổ chức ăn cỗ linh đình trong gia đình và tổ chức gặp mặt là cho con cháu để mừng thọ cho các cụ được vui vẻ và động viên các cụ là sống vui, sống khỏe, sống có ích cùng với con cháu. Mừng thọ đầu xuân không chỉ là giá trị tinh thần mà còn là một nét văn hóa, làm phong phú thêm nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, rất cần được lưu giữ và phát huy. Giai đoạn 2010-2015, tỉnh ta đã huy động và đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để nâng cấp và xây dựng mới nhiều tuyến đường trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ chủ trương thúc đẩy đầu tư hạ tầng giao thông, tạo môi trường thu hút đầu tư, tỉnh đã quy hoạch xây dựng những con đường mang tính đột phá. Trong 5 năm qua, tỉnh đã đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng và hoạch định nhiều tuyến đường với kinh phí hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó có nhiều công trình giao thông trọng điểm như đường Nguyễn Tất Thành nâng cấp, mở rộng quốc lộ 2, 2B, 2C, cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 301. Ngoài ra, còn có các dự án lớn mang tính kết nối Vĩnh Phúc với khu vực như dự án tuyến đường bộ nối cao tốc Nội Bài Lào Cai, cầu Vĩnh Thịnh. Các tuyến đường huyết mạch trong tỉnh được đầu tư thỏa đáng đã mang lại diện mạo mới cho tỉnh, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ Vĩnh Phúc với thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành trong khu vực. Qua đó cũng đã hình thành nên những khu cụm công nghiệp tạo động lực thu hút đầu tư đưa kinh tế Vĩnh Phúc chuyển dịch mạnh mẽ. Chúng tôi tập trung đầu tư các tuyến đường mà có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho phát triển công nghiệp và phát triển du lịch dịch vụ. Thì các tuyến đường phát triển công nghiệp thì trên địa bàn tỉnh bao gồm là hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong năm 26 cái tuyến đường là cải tạo nâng cấp cái đường 310, đường tỉnh 310 và đường Hợp Thịnh Đạo Tú thì cũng đã hoàn chỉnh và đưa vào khai thác sử dụng. Đấy, và đường Hợp Châu Đồng Tĩnh hiện nay đang triển khai giai đoạn 2 và hiện nay là cũng đang triển khai thi công cái đường Bì La Lập Thạch, đấy, phục vụ phát triển một số cái khu công nghiệp và kết nối các cái khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh với nhau. Cái thứ hai nữa là cái phát triển các cái tuyến đường mà phục vụ phát triển khu du lịch. Chúng tôi đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2016 cái tuyến đường 301, cải tạo nâng cấp 301 là cái đường đi vào khu du lịch Đại Lải và khu Bramingo. Xác định xây dựng hạ tầng giao thông dựa trên sức mạnh nội lực là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sức lan tỏa trong phong trào xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2010-2015, toàn tỉnh đã huy động được hàng trăm tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn. Theo số liệu thống kê, hiện nay toàn tỉnh có trên 4.000 km đường bộ, thì đường giao thông nông thôn chiếm 85% với hơn 3.500 km. Tỷ lệ cứng hóa giao thông nông thôn từ 2,6% năm 2010 đã tăng lên 92% năm 2015. Đồng thời hoàn thành 45% đường giao thông nội đồng. Mạng lưới đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của nhân dân vùng nông thôn. Chúng tôi cũng tích cực là kêu gọi và
các doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư, rồi thì vận động nhân dân đóng góp cái công sức tiền của đấy, rồi huy động các cái hình thức đầu tư để xây dựng xã hội hóa, để đầu tư xây dựng các cái tuyến đường đấy, nhất là cái hạ tầng giao thông đối với cái tiêu chí 2 của phát triển giao thông nông thôn. Cái này thì chúng tôi cũng đã vận động nhân dân và các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm rồi thì đóng góp để xây dựng hoàn thành cái tiêu chí 2, đảm bảo là Vĩnh Phúc sẽ hoàn thành cái chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia, chương trình nông thôn mới là vào năm 2018. Trong giai đoạn tới, phát triển hạ tầng giao thông là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Điều này có ý nghĩa quan trọng giúp kinh tế xã hội của tỉnh phát triển một cách toàn diện với những sắc thái mới. Trong những năm qua, với những chủ trương, chính sách đúng đắn, ngành du lịch Vĩnh Phúc dần khởi sắc, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Doanh thu từ các loại hình du lịch như sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh tăng lên đáng kể, từng bước đưa du lịch trở thành ngành có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đến nay, các khu điểm du lịch như khu di tích danh thắng Tây Thiên, khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Đảo, Đại Lải, khu du lịch sinh thái sông Hồng thủ đô, Bắc Đầm Vạc, công viên quảng trường Hồ Chí Minh được đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo và đưa vào khai thác hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực cho ngành du lịch Vĩnh Phúc. Nếu về tiềm năng thì du lịch Vĩnh Phúc hoàn toàn có thể cất cánh để ngang tầm với bất cứ địa bàn nào trong cả nước. Tuy vậy, do điều kiện kinh tế, do những cái quá trình phát triển, chúng ta chưa làm được điều đó. Cho nên, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng du lịch Vĩnh Phúc sẽ phát triển, nhưng chỉ phát triển được khi mà chúng ta đã làm được một số những yếu tố rất là quan trọng. Thứ nhất là dưới góc độ nhà nước, góc độ của tỉnh thì phải tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng của du lịch. Nếu như Vĩnh Phúc đã đầu tư rất nhiều nghìn tỷ cho thu hút công nghiệp và đã thành công trong việc thu hút công nghiệp, đã có được một nguồn thu rất tốt do công nghiệp, thì nay tỉnh phải đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng của du lịch như đường, như điện, nước và nguồn nhân lực vân vân, để làm cho cái hạ tầng của Vĩnh Phúc trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Trên cơ sở đó thì các nhà đầu tư sẽ về Vĩnh Phúc đầu tư nhiều hơn, mạnh hơn, và chúng ta sẽ có được những cái nhà đầu tư rất là tiềm năng để làm cho Vĩnh Phúc phát triển về mặt du lịch. Và chúng tôi đã nhìn thấy trong năm 2016 sẽ có những dự án lớn về mặt du lịch được khởi công tại Vĩnh Phúc, và chúng tôi tin tưởng rằng những dự án đó sẽ góp phần làm cho du lịch Vĩnh Phúc cất cánh và trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta. Để đạt mục tiêu đến năm 2020, đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm dịch vụ du lịch của vùng và cả nước, phấn đấu đón trên 4 triệu lượt du khách, trong đó có hơn 150.000 lượt khách quốc tế. Thời gian tới, cùng với sự phát huy nội lực, sức mạnh của các thành phần kinh tế, Vĩnh Phúc sẽ tích cực thu hút nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho cơ sở hạ tầng du lịch. Trong những năm vừa rồi, Tam Đảo nhận được sự quan tâm không chỉ có sự chỉ đạo mà hỗ trợ rất là kịp thời và rất là lớn để đầu tư kết cấu hạ tầng của các khu và điểm du lịch. Ví dụ như khu di tích danh thắng Tây Thiên mà tới đây là sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch để xuất chính phủ công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt, rồi khu du lịch Tam Đảo. Và từ cái sự đầu tư, từ sự quan tâm đó, nhất là cái kết cấu hạ tầng cho các điểm khu du lịch đó thì đã góp phần cho cái diện mạo của Tam Đảo nói chung và các khu du lịch này nói riêng có một cái sắc thái rất mới và làm chuyển dịch rất tốt cái cơ cấu kinh tế của huyện. Từ một cái huyện thuần nông hiện nay đang chuyển dịch dần sang cái cơ cấu dịch vụ du lịch. Và lượng khách đến với Tam Đảo ngày càng đông. Từ những năm đầu tiên của nhiệm kỳ khoảng 100.000-200.000 lượt khách trong một năm, đến nay đã sấp xỉ 1 triệu lượt khách trên một năm. Và đặc biệt, cái khách đến Tam Đảo người ta đánh giá rất cao với cái sự đầu tư của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh đối với các khu điểm du lịch. Và cái điều này đã góp phần cho cái sự phát triển chung của huyện và của tỉnh. Để du lịch Vĩnh Phúc cất cánh, thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, xây dựng phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, đồng bộ,
mang đặc trưng riêng của tỉnh, chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch, đồng thời tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, liên kết, hợp tác với các tỉnh bạn, nhất là các địa phương có ngành du lịch phát triển, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thời kỳ hội nhập quốc tế. Đã trở thành nét đẹp truyền thống, cứ đến ngày mùng 3 Tết Nguyên đán, các trai tráng ở các làng của thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên lại tập trung về tại bãi kéo song để chuẩn bị mùa lễ hội kéo song. Đây là một lễ hội truyền thống của thị trấn Hương Canh đã có từ nhiều đời nay và được đông đảo người dân háo hức tham gia vào mỗi dịp đầu năm mới. Kéo song là một trò chơi cổ truyền biểu dương tinh thần thượng võ của cư dân nông nghiệp. Khi tham gia trò chơi này, đòi hỏi người chơi phải có sự đoàn kết mang tính tập thể cao và mưu trí mới có thể giành được thắng lợi. Trò chơi kéo song trước đây được nhiều làng thuộc huyện Bình Xuyên tổ chức trong các lễ hội đầu xuân như Ngoại Trạch, Quất Đưu, Sơn Lôi, Thành Lãng. Nhưng nay thì chỉ còn lại ở Hương Canh. Đến hôm nay là qua một cái buổi, tức là qua một trận giữa đội Tiên Hường và đội Hương Ngọc. Rất là tuyệt vời, rất là căng thẳng, hai bên không nhân nhượng về chiến thắng. Cho nên là hôm nay là đội nào yếu thì đội phải chịu, đội phải thua. Nhưng hôm nay là qua theo dõi, thì cái này là kéo không phải là vì sức khỏe mà vì cái mẹo nữa. Trò chơi kéo song ở thị trấn Hương Canh chính là mô phỏng lại trận đánh thủy chiến lẫy lừng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng, đánh tan quân Nam Hán. Thị trấn Hương Canh hiện là một trong rất ít những địa phương còn giữ cách chơi kéo song truyền thống đặc sắc này. Ngày 2 tháng 12 năm 2015, nghi lễ và trò chơi kéo co của Việt Nam và một số nước trong khu vực Đông Nam Á chính thức được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện cho nhân loại. Sự kiện này đã khẳng định vị trí và tầm quan trọng của trò kéo song trong kho tàng văn hóa phong phú, đa dạng của Việt Nam và thế giới. Chiến thuật để kéo thì mỗi đội có một chiến thuật riêng. Bọn tôi cũng thế qua nhiều năm cho ông đúc kết lại và lưu truyền cho chúng tôi. Và bản thân chúng tôi, học hỏi các em đi trước thì chúng tôi cũng đã có những cái phương pháp kéo để đấu pháp với đội bạn. Quyết định nhất thì vẫn là người cầm lệnh, bây giờ đội trưởng. Người đội trưởng là luôn luôn phải tìm ra cái phương pháp mà khi họ đang đấu ở mức độ nào, quân của mình đang mạnh ở lúc nào, thì biết nắm được cái mưu như kiểu Ngô Quyền ngày xưa. Lễ hội kéo song Xuân Bính Thân 2016 kéo dài đến hết ngày mùng 5 Tết. Năm nay có 4 đội tham gia, đó là Hương Ngọc, Tiên Hường, Liên Quân Đồng Nhất và Liên Quân Lò Ngói. Mỗi đội có 21 thành viên. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm. Sau 3 ngày thi đấu với sức mạnh dẻo dai và tinh thần tập thể cao, mỗi đội đều có chiến thuật và tính toán chặt chẽ trong cách thi đấu, đã tạo ra những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, cống hiến cho khán giả những trận đấu gay cấn. Không riêng gì hai đội mà 4 đội của Hương Canh, thị trấn Hương Canh đã thi đấu là nhiệt tình. Đây là cái nét cổ truyền rất đẹp của nói riêng của thị trấn Hương Canh và nói chung tất cả nhân dân đều ủng hộ. Từ nhân dân rồi các cầu thủ và các nhà tài trợ vẫn rất ủng hộ. Chính nhờ sự hấp dẫn của trò chơi nên cứ đến những ngày hội, người dân trong và ngoài vùng lại nô nức kéo đến địa điểm thi kéo song ở Hương Canh, huyện Bình Xuyên để thưởng thức môn thể thao cổ truyền và cổ vũ tinh thần cho các đội chơi. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Công an tỉnh, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 3 ngày Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài, không xảy ra tai nạn giao thông. Có được kết quả trên là do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, theo nhận định của các cơ quan chức năng, trong những ngày nghỉ Tết còn lại, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp vì đây là thời điểm lượng người, phương tiện bắt đầu trở lại công sở, nhà máy làm việc, khiến mật độ giao thông tăng cao. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý người và phương tiện vi phạm, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý người điều khiển xe mô tô vi phạm quy tắc giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người theo quy định, chạy quá tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn, xử lý xe chở khách, nhồi nhét khách, đón trả khách không đúng quy định.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.